Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ và nói về cây sen đá. Cây sen đá này thì còn có tên gọi là cây liên đài hoặc là cây hoa đá, và là một số loại cây thực vật mà được sử dụng để sử dụng rất phổ biến để trang trí văn phòng này. Để trang trí văn phòng này, để bàn làm việc hoặc là các không gian trong nhà, để trong phòng khách, để trong phòng ngủ, để trong phòng làm việc, để bàn đó. Thì cây sen đá này thì có nhiều kiểu dáng và có nhiều màu sắc khác nhau. Và màu sắc khác nhau của loại cây này thì tương đương với các ý nghĩa tượng trưng đa dạng, nhiều mẫu, nhiều kiểu khác nhau. Và bây giờ mình xin chia sẻ về một số loại cây sen đá. Cây sen đá là loại cây trang trí đẹp với nhiều chủng loại khác nhau. Thì đặc điểm độc đáo của cây sen đá này đó là khả năng mọc chồi mới, và khi lá bị rụng thì cái chồi mới nó sẽ mọc lên, chứ không không để như vậy, ý là cái lá này nó bị rụng đi thì sẽ mọc thêm một cái lá mới. Điều này thì tượng trưng cho sự gắn bó bền chặt và vĩnh cửu, không thay đổi theo thời gian. Vì vậy cây sen đá này không chỉ là một vật trang trí đẹp mắt mà còn chứa đựng thông điệp về sự kiện và sự kiên nhẫn, sức sống bền bỉ trong cuộc sống. Thì ý nghĩa của cây sen đá này đó là theo trong phong thủy ấy, thì nhật sức sống mãnh liệt mà cây sen đá được xem là một biểu tượng cho ý chí kiên cường, phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống. Loại cây này thì có khả năng thích nghi rất tốt với các khí hậu, địa hình và sống quanh năm suốt tháng luôn. Cây này rất là dễ sống và dễ chăm sóc, khi lá bị rụng có thể nảy chồi và từ đó có thể mọc lên một cây mới. Thì cây sen đá này mang tính mang ý nghĩa là sự bình an, điềm lành cho những người sở hữu cái cây sen đá này. Thường các cây lá sẽ xếp thành những bông hoa sen giống như là đại sen của mà Phật như kiểu là đại sen mà Phật Quan Âm hay ngồi á, xếp thành hình đại sen như thế này. Mọi người thấy rõ không? Đó, rất đẹp đúng không ạ? Đó. Thì mà cách mà để chọn sen đá phù hợp với cả mệnh phong thủy ấy, thì cái sen đá này có rất là nhiều màu sắc và đa dạng kiểu dáng, như trên tay mình đang cầm, mấy loại, mấy kiểu khác nhau luôn, kiểu nào cũng đẹp, kiểu nào cũng xinh. Đó, thấy không ạ? Nó còn mọc lên chồi non này, rất là xinh nhá mọi người. Nên là bạn có thể tìm kiếm kiểu sen đá mà phù hợp với cả năm cung mệnh ngũ hành của mình. Thì cách chọn sen đá hợp mệnh, màu sắc và tương sinh và tương hợp của mỗi mệnh ấy, thì ví dụ như là mệnh kim thì tượng trưng cho sự và tương hợp với các màu như là màu trắng này, màu nâu này, màu xám, màu ghi và màu vàng. Màu trắng như thế này, màu trắng sữa sữa như thế này cũng xinh này. Thế nên là bạn có thể chọn là cái cây sen đá là màu nâu như thế này. Đấy, cũng rất là xinh. Rồi. Ví dụ như là sen đá mà có sỏi trắng này, sen đá lô la này, sen đá móng rồng đỏ đỏ này, xem không? Đấy. Như một ấy, một kiểu khác nữa thì sen đá này rất là phù hợp với tất cả các mệnh kim thủy hỏa thổ mộc đó. Tất cả các mệnh đều phù hợp với sen đá, có nhiều màu sắc và
nhiều cái kiểu dáng khác nhau để mình luyện lựa chọn. Thì giá thành của cây sen đá này thì hiện nay ấy, thì cây sen đá này được bày bán ở rất là nhiều nơi, và bạn muốn tìm kiếm thì chúng ta có thể đến bất cứ cửa hàng, ví dụ như là siêu thị hoặc là các trang thương mại điện tử, các bạn có thể đến showroom cây đời 39 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội. Và chúng ta có thể vào đây để lựa chọn các sen đá mà phù hợp với cả bản thân mình. Tùy vào mỗi loại sen đá thì có mức giá dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn, tùy vào loại to nhỏ. Thì với cái ý nghĩa tích cực, mộc mạc và thuần khiết mà cái loại cây này mang lại thì còn chần chừ gì nữa mà các bạn không nhanh tay sở hữu cho mình một cái chậu sen đá xinh như thế này, về để bàn làm việc, để phòng, để ở nhà, để ở phòng khách, để trong văn phòng đó. Cái chậu chậu sen đá nhỏ nhỏ xinh xinh này giúp cho cái điểm xuyến của sẽ bắt để điểm nhìn của mình sẽ bắt mắt hơn và sinh động hơn. Cái cây mà cái sen đá mà bây giờ được ưu thích nhất, được mọi người yêu yêu thích và hay mua nhất là cái loại sen đá bánh bao này. Đây gọi là sen đá bánh bao mọi người. Đói, xinh không? Cái loại này thì là loại sen đá có hình dáng giống như những chiếc bánh bao nhỏ xinh, mập mập đó, mọng nước, mập và mọng nước này. Thì cái sen đá bánh bao này có nhiều màu sắc khác nhau như xanh, đỏ, tím, vàng. Và bây giờ hiện tại của mình trên tay mình thì có mấy loại này thôi. Đấy. Tại bên mình cháy hàng rồi đấy mọi người. Cháy hàng rồi. Nhá. Về có thể trồng ở trong nhà hoặc là ngoài trời, thích hợp để mình trang trí trên bàn làm việc, kệ sách, và có thể để ngoài phòng khách, phòng làm việc, ban công. Mình thích trang trí chỗ nào mình để chỗ đó đó mọi người. Cây sen đá này thì có nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Thì cách để chăm sóc cho cây này á, sen đá này rất là dễ chăm sóc nha. Sen đá này rất là dễ chăm sóc. Nói chung là cái sen đá này thì rất ưa là nắng, rất ưa nắng đó. Thì thích hợp trồng ở các vùng khô cằn, nên là cái mấy cái cây này mình không cần phải tưới nhiều nước. Sen đá là loài cây mà nó mọng nước ấy, mọc mọng nước như thế này thì sẽ giúp cho cái các nhánh lá của nó rất là tươi, căng tròn, đầy đặn để duy trì cái sự sống qua ngày và kéo hạn kéo 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 dài những ngày mà hạn là hán á đó. Sen đá thì có khả năng sống sót đó ở những nơi khô cằn, và lá mọc thành hình của những bông hoa nên là có thể gọi là sen đá. Kiểu hoa sen mà nó xinh lắm. Lợi ích của cây sen đá này thì có hình dáng và sức sống đặc biệt đó. Có thể dùng để làm cảnh nè, mua về trồng làm cảnh này, trưng bày nè, cũng có thể mang đến cho mình sự bình an, điềm lành đến cho bản thân của mình, giống như trong gia đình của mình. Và cái sen đá này cũng có thể dùng làm quà tặng rất là ý nghĩa. Sen đá tượng trưng cho cái sự bền vững này, vĩnh cửu này, bền lâu, gắn kết sự yêu thương, để thích hợp để mình tặng cho những người thân thiết của mình đó. Khi tặng những chậu sen đá thì người tặng sẽ muốn gửi gắm cái tâm ý của mình, mong muốn về sự thân thiết bất tử trong tình cảm mà mình dành cho đối phương đó. Sen đá thì đấy cũng là một những cái thông tin mà mình cung cấp
cho các bạn. Thì đó, rất là xinh, mọi người có thể đến showroom của mình để có thể mua những cây sen đá xinh như thế này mà giá cả rất là hợp lý mà nó còn rẻ nữa mọi người ạ. Đó, bye bye. Mình sẽ để cái phần mình sẽ để thông tin của shop mình ở bên dưới này, thì mọi người có thể gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook, Cây Đời để mình hỗ trợ trực tiếp nhé.